Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài Chính Phúc Âm theo Thánh Ma-cô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa người rằng: Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch. Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết. Một, hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dân của lễ theo luật Môi-sen để minh chứng mình đã được khỏi bệnh. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Có thể nói trong những ngày mùa thường niên, giáo hội cho chúng ta nghe những trang tin mừng, nhìn thấy hình ảnh Chúa Giêsu làm việc. Chúa Giêsu loan báo tin mừng, đem cứu độ cho mọi người bởi những việc người đã làm. Căn bệnh phong cùi là căn bệnh ghê sợ nhất đối với mọi người. Người phong cùi đau đớn trên thân xác đã đành, còn đau khổ gấp bội hơn khi trong tâm hồn, khi cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị xã hội xa lánh. Tin mừng Thánh Ma-cô cho chúng ta nghe Chúa Giêsu đã gặp gỡ và chữa lành cho người bị phong cùi này. Không những chữa lành tấm thân bệnh hoạn, Ngài còn bảo anh ta tái lập với cộng đoàn, tái lập lại với xã hội khi bảo người này đi trình diện với các tư tế, nghĩa là hội nhập họ trở lại cuộc sống bình thường. Nếu không có sự cảm thông, nếu không có lòng quảng đại, nếu không cởi mở đón nhận người khác, thì làm sao hội nhập được với cộng đoàn? Sự tái hộ này đòi hỏi một ý chí, một lý trí mạnh mẽ, và cần người khác mở lòng ra đón nhận. Nếu con vi trùng Hansen đục khoét hủy hoại thân xác con người để sinh ra những căn bệnh ghê sợ, thì còn có những căn bệnh khác hiểm độc hơn đang ẩn núp trong tâm hồn con người. Đó là sự quảng đại, đó là sự bỏ đi sự dửng dưng, đó là sự bỏ đi sự ích kỷ, đó là bỏ đi sự thù hận. Những điều đó còn đáng sợ hơn vi trùng Hansen. Cho nên thù hận đang giết giận giết mòn con người mà con người không hay biết. Lòng quảng đại, sự yêu thương của chúng ta bị đóng băng lại. Cho nên trang tin mừng này được đọc cho chúng ta trong những ngày cuối năm, bước qua năm mới. Nhìn vào hình ảnh Chúa Giêsu đã thể hiện sự quảng đại, sự yêu thương của người. Chúng ta xin Chúa tha thứ cho những mù quáng, dửng dưng và ích kỷ của chúng ta trước bao nhiêu cảnh khốn cùng của anh em, của đồng loại, của những người mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày mà có lẽ chúng ta phải thể hiện lòng quảng đại đó. Xin Ngài ban cho chúng ta một trái tim biết cảm thông, một con tim luôn rộng mở để rồi chúng ta luôn biết san sẻ nỗi bất hạnh của người khác và hãy đón nhận của họ vào trong chính cuộc sống của mình. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, luật Môi-sen quy định cho người mắc bệnh phong cùi được ghi trong sách Lê-vi là người ấy phải mặc quần áo rách, để tóc bù xù, phải vừa đi vừa kêu lên ô uế ô uế để người ta biết mà tránh xa. Họ phải ở một mình, phải ở một chỗ bên ngoài trại, không những bị khổ sở vì đau bệnh hành hạ, mà những người bệnh phong cùi còn phải chịu một nỗi khổ khác, đó là sự hất hủi tởm gớm của xã hội và những người thân. Có một người phong cùi đã dám lại gần Đức Giêsu. Đồng lòng thương, Chúa Giêsu đã đưa bàn tay ra
và đụng đến anh, đến da thịt nhơ uế của anh ta, đến chính thân phận người hẩm hiu của anh, làm anh khỏi bệnh. Như lời Chúa Giêsu đã phán: ta muốn anh hãy khỏi bệnh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xã hội chúng ta đang sống chắc chắn là không thiếu những chuyện thương tâm, những cảnh đau thương như thời của Chúa Giêsu. Nhưng thái độ của chúng ta trước những bất hạnh và nỗi khổ của anh chị em mình như thế nào? Có biết đồng lòng thương, chành lòng thương như Chúa Giêsu, hay lại dựng dưng như người phú hộ trước Lazaro nghèo khó, như thầy tư tế và Lê Vi trước người bị cướp trên đường Jericho, như luật sĩ biệt phái trước người đồng hương bị bại liệt trong ngày Sa-bát? Xin nhớ rằng dựng dưng vô tâm trước anh chị em mình là một tội, là không có trái tim xót thương của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể lại rằng vào một ngày mùa đông lạnh buốt của thời lập quốc Hoa Kỳ, ông thị trưởng đầu tiên của thành phố chủ tòa phiên tòa xử ông lão ăn cắp bánh mì. Lời biện hộ duy nhất đầy nước mắt của ông ta là: gia đình tôi đang chết đói. Ông thị trưởng phán quyết: luật pháp không dung thứ bất cứ hành động xấu nào. Hình phạt cho tội ăn cắp ổ bánh mì là ông phải nộp phạt 10 đô la. Công bố xong, ông rút trong túi ra 10 đô la trao cho ông lão đáng thương. Sau đó quay xuống phía cử tòa dự phiên tòa, ông nói: còn những người có mặt ở đây, chúng ta cũng bị phạt mỗi người 1 đồng vì chúng ta dựng dưng đến độ để trong thành phố bé nhỏ của chúng ta có người đói đến độ phải đi ăn cắp bánh mì như ông lão này. Cả phòng xử rộ lên tiếng vỗ tay tán thưởng. Người ta thu được 48 đồng và trao cho ông lão kia. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu không chỉ xóa đi nỗi bất hạnh của một người cùi, mà còn muốn đập tan nấm mồ thiếu tình thương đang bao phủ chúng ta. Đừng xây những ranh giới xa cách với những người tội lỗi, người đau yếu bệnh tật, người bất hạnh trong trái tim của chúng ta. Họ đều là những người đáng thương. Nếu chúng ta không động viên, an ủi, khích lệ, đã là thiếu sót, đã là tội rồi. Vì thế hãy cầu xin Chúa đập vỡ trái tim chai đá trong con người của chúng ta, và thay vào đó bằng trái tim biết yêu thương của Ngài, để những ấm áp tình người chia sẻ cho người khác sẽ làm cho cuộc đời này bớt lạnh lùng, băng giá hơn. Amen.